một lãnh đạo công an xã Cư Ca Long, huyện Ca Rông Năng, tỉnh Đắk Lắc cho biết, đang điều tra vụ một hộ dân tại thôn Yên Nga, xã Cư Ca Long, bị kẻ gian chặt phá hàng chục cây sầu riêng hồ tiêu. Theo đó, anh Vũ Văn Tuân, 38 tuổi, trú thôn Yên Nga, đã trình báo cơ quan chức năng về việc kẻ gian vào rẫy của gia đình chặt phá vườn cây. Cụ thể, sáng ngày 3 tháng 9, anh lên rẫy thì phát hiện nhiều trụ tiêu đang cho thu hoạch năm thứ năm héo rũ, rụng nhiều trái. Qua kiểm tra, các trụ tiêu này đã bị kẻ xấu cắt ngang gốc. Anh Tuân phát hiện hàng chục cây sầu riêng 8 năm tuổi cũng bị kẻ gian khen gốc. Qua kiểm đếm, có hơn 40 trụ tiêu, 22 cây sầu riêng đã bị kẻ xấu phá hoại, thiệt hại khoảng 260 triệu đồng. Anh Tuân cho biết, từ trước đến nay anh không có mâu thuẫn với ai, nhưng lúc anh sang huyện Caron Bắc dự lễ hội sầu riêng, kẻ gian vào rẫy nhà chặt phá vườn cây. Anh nghi ngờ người quen gây nên vụ việc này hiện vườn hồ tiêu không thể cứu được riêng vườn sầu riêng anh đã mua nhiều loại thuốc bôi lên vết chặt để cứu cây nhưng hy vọng khá mong manh